Hello, xin chào các bạn, mình là Đạt đây. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy hiệu sự kiện Halloween tuần 4 trong tựa game Seabrook City RP. Để lấy được huy hiệu, trước tiên các bạn phải đến cửa hàng Halloween và trang bị bất kỳ túi Halloween nào mà các bạn thích. Bây giờ các bạn hãy đi đến 5 ngôi nhà khác nhau, đi vào từng cánh cửa của từng căn nhà và ấn vào Choose All Choose. Khi các bạn ấn vào thì sẽ nghe được tiếng Choose All Choose thì mới được tính là một lần nha. Và sau khi các bạn đã ấn vào 5 ngôi nhà thì nó sẽ hiện ra một cái bảng và thế là các bạn đã lấy được huy hiệu rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này và nếu các bạn thấy video này giúp ích cho các bạn, hãy like, share và subscribe cho kênh của mình để đón chờ những video kế tiếp nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye!